Thank you.
Thank you.
Kính thưa quý Phật tử hiện diện, bây giờ theo sinh hoạt thông thường là chiều nay chúng ta sẽ trả lời những thắc mắc về cái phương pháp ăn uống theo thực dưỡng. Ở đây là một cái phương pháp ăn uống để quân bình âm dương cho mình. Nó là một cái phương pháp mà có rất là nhiều cái lý thuyết để hướng dẫn chúng ta, buộc tất cả những người muốn đi sâu ăn uống để thực hiện theo phương pháp này là phải hiểu biết. Cho nên cái việc mà nghiên cứu và nghe văn giảng là hết sức là quan trọng. Trong đạo tràng này có ai nghe được cái văn phương pháp dưỡng sinh chưa? Có chưa? Ai nghe được rồi, đưa tay lên coi được mấy người nghe rồi. Chưa được phần nữa. À, hôm nay mình có phát biểu đó, quý vị chịu khó nghe. Tại vì tất cả chúng ta nếu mà hiểu được về cái phương pháp này thì cuộc đời còn lại của chúng ta sẽ không phiền toái, không tốn tiền về bệnh tật thuốc men nữa. Chúng ta sẽ sống cái tuổi còn lại trong cái sức khỏe lành mạnh, trong cái thân tráng kiện của mình, để mình có thể làm được những điều mà mình muốn làm ở cái đoạn cuối đời. Quý vị mà chưa nghe được phân giảng thì cố gắng nghe dùm. Và cái phương pháp dưỡng sinh mà chúng tôi đã có giảng, cũng nói nhiều, thì nó không phải thuần túy là một cái phương pháp trị bệnh. Thật sự hoàn toàn không có trị bệnh gì hết á. Nhưng mà đa số những người cứ nghĩ là tôi là thầy thuốc trị bệnh, nhưng không có. Thì nó là một cái phương pháp ăn uống để thay đổi cái máu huyết của mình. Thực ra mình đã mang cái thân bao nhiêu lít máu và cái khả năng máu làm việc của mình ít ai hiểu, không ai hiểu nổi cái năng lượng, cái năng lực của máu của chúng ta. Do đó mà mình phải bệnh. Năng lực máu của mình nó có khả năng chống chọi lại, kháng lại tất cả những cái khuẩn độc. Nó làm lành mạnh tất cả những tế bào trong cơ thể của mình. Do đó mà nếu chúng ta có một cái quá trình ăn uống đúng thì chúng ta sẽ có một loại máu hết sức lành mạnh. Và khi máu chúng ta nó lành mạnh rồi thì tất cả những cái bệnh tật không thể xâm nhập được. Thứ hai là máu mình nó là cái môi trường sống cho tất cả vi sinh vật trong cơ thể của mình. Thì như vậy là nếu chúng ta trước đây ăn một cái loại thực phẩm không tốt thì chúng ta sẽ có một loại máu mà nó sẽ tạo môi trường sống cho các vi sinh vật không tốt sống ở trong cơ thể mình. Ví dụ như bây giờ mình đã ăn uống một loại máu nào đó để tạo môi trường để cho vi sinh trùng viêm gan B hay là C hay là một loại ký sinh trùng nào đó nó sống trong máu của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống thì chúng ta sẽ thay đổi môi trường sống bên trong. Thì cái nhìn của khoa học là mỗi một tuổi thọ tế bào, mỗi một tuổi thọ của một cái hồng huyết cầu là 120 tới 160 ngày. Thì chúng ta tính trung bình khoảng 140 thôi, phải không? Thì như vậy là một ngày, một đêm có một phần 140 hồng huyết cầu cũ tự tới tuổi thọ mà chết khoảng mấy triệu đó. Và một ngày, một đêm sẽ có một phần 140 hồng huyết cầu mới được hình thành do ăn uống, Và 14 ngày chúng ta có 1 phần 10 máu mới được hình thành trong cơ thể của mình. Nên nếu chúng ta ăn uống thực phẩm tốt thì chúng ta liên tục có máu tốt. Và máu cũ nó tự động tới ngày nó sẽ quậy đi. Và máu tốt được san lấp nhiều trong cơ thể, tức là môi trường sống bắt đầu thay đổi được lần. Thì những cái loại mà vi sinh trùng, ký sinh trùng, những cái loại khuẩn độc nó lần không chịu nổi cái môi trường mới này, nó tìm đường nó đi. Và đi khỏi cái máu của mình, tức là đi ra tới ngoài da nó mới khỏi máu được. Và nó cũng phải thoát ra. Thì như vậy là một phần là kháng thể chúng ta nó mạnh lên để nó đẩy cái loại vi trùng ra. Một phần là tất cả những loại vi trùng đều kiếm đường đi thoát khỏi cái vùng máu mới này, nhưng không thể nó sống được. Do vậy mà trong cơ thể chúng ta nó hết những loại vi khuẩn gây bệnh, thì lúc đó chúng ta được gọi là chúng ta hết bệnh. Chứ còn mình không phải là mình trị bệnh, hoàn toàn không phải trị bệnh. Đó là cái nguyên lý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính mình, ở đây mà có ai chơi cá kiển á,
Chúng ta thấy mỗi lần mà mình thay chậu nước đúng không? Thay chậu nước thì mình chừa miếng nước cặn lại trong cái chậu á, thì đổ nước mới vô. Đổ nước mới vô con cá nó chết. Ủa nên nó sống. Đổ sạch hết tất cả những cái nước ở trong chậu mà đổ nước mới dù có tốt hơn con cá nó cũng chết. Thì như vậy là nếu mà chúng ta liên tục thay cái chế độ ăn mới bằng một cái dạng máu mới, tức là thực phẩm mới, thì đương nhiên là tạo một cái nguồn máu mới cho mình rồi. Thì dần dần toàn bộ cái máu cũ đã hư hoại thì máu mới được hình thành, sau 140 ngày thì tất cả những cái vi sinh vật cũ nó không còn tồn tại nổi trong cái cơ thể của mình. Thì như vậy là coi như mình đã được hết bệnh hoàn toàn. Cái thứ hai, máu đó là cái giống như là một loại chất liệu, một loại dưỡng chất để nuôi sống tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta. Thì như vậy là nếu máu chúng ta tốt thì tế bào trong cơ thể chúng ta nó sẽ được nuôi nấng bằng một thực phẩm tốt để nó lành mạnh lên. Tuổi thọ mỗi một tế bào thì nó xảy ra cũng khoảng 7 năm. Vì vậy nhưng là nó mới có được khoảng 5 năm, 3 năm mà nó đã bị acid quá, do quá trình ăn của mình nó yếu, nó hoạt động không nổi. Một là nó yếu xuống luôn. Hai là nó hoại mất, hoặc là nó biến thái. Thì như vậy là nếu chúng ta ăn được cái loại máu mới này, thực phẩm mới này để nó tạo cái máu tốt á, thì nó khôi phục lại được sức khỏe của tế bào. Như vậy là cơ thể chúng ta có máu tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ có tế bào tốt. Tất cả những tế bào tốt này nó đủ sức kháng lại cái khuẩn độc xâm nhập từ bên ngoài vào. Và máu nó sẽ khôi phục lại hết những tế bào đã hư hoại từ trước đến giờ. Ví dụ như chúng ta có những cái vết ung thư đi, là một cái loại tế bào bị biến thái do quá trình ăn uống gây nên. Vậy là tế bào nào á, trong quá trình chúng ta ăn uống, ví dụ như chúng ta ăn nhiều thịt, thì cái protein thừa đó cơ thể chúng ta tiêu thụ không hết, thì cái khả năng làm việc cơ thể chúng ta rất là tuyệt vời. Nó sẽ dồn những cái protein thừa này về một chỗ nào đó nhất định trong cơ thể của mình để cho các cơ quan sinh hoạt bình thường. Nhưng mà mỗi ngày chúng ta mỗi ăn thịt thì mỗi ngày cái protein thừa nó mỗi tăng. Thì ví dụ như cái sân chúng ta tôi quét ngày nhúm lá, hai ngày nhúm lá, ngày mai nhúm lá, ngày mốt nhúm lá, lần lần nó trở thành một đống rác. Mà lá lúc đầu nằm đó thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái đất cái vùng đó hết á. Mà nếu mà trở thành một đống rác một thời gian là cái đất cái vùng đó nó sẽ bị mục đi, đúng không? Đất mà chứa đống rác nó phải mục đi. Thì cũng vậy, tức là ngày nay cơ thể chúng ta dồn một phần protein thừa về nằm đó, ngày mai dồn nằm đó, thì cái lúc đầu kháng thể chúng ta đưa nó về là kháng thể chúng ta bao bọc rất là kỹ. Nhưng mà lần nó nhiều quá khiến là kháng thể chúng ta không bọc nổi, không gìn giữ nổi. Và bản thân của tất cả những cái protein thừa nó nằm đó, nó tạo thành một cái môi trường acid, nó gây chua vùng đó. Và môi trường acid này gây chua nhiều quá thì cái vùng tế bào mà đã được nằm chứa cái protein thừa do ăn uống động vật và những cái loại thực phẩm gây nhiều acid nó sẽ dồn chứa về đó, thì cái vùng đó nó bị hư. Có những cái tế bào chúng ta khỏe thì nó yếu, nó biến thái, cái nào nó chết thì nó chết, thì thành khối lở tại chỗ đó. Và những cái mà nó không có chết, nó biến thái thành một loại tế bào lạ. Tế bào lạ đó nó không chịu cái ảnh hưởng của cái hệ thống thần kinh, cho nên gọi là tế bào ung thư, bắt đầu phát sinh tại cái vùng đó. Nếu chúng ta tiếp tục ăn đường, tiếp tục ăn thịt thì cái chuyện đó nó xảy ra tiếp tục, và cái số lượng mỗi ngày mỗi chồng chất lên nhiều, thì cơ thể chúng ta tiếp tục dồn cái protein thừa, dồn cái loại acid thừa về cái đống đó. Để đã đống đó bắt đầu to to lên thì trở thành một khối, thì gọi là khối ung thư. Có một số lượng tế bào mỗi ngày mỗi hư hoại nhiều, biến thái nhiều thì thành tế bào ung thư, chứ không phải loại tế bào ung thư là tế bào sanh tế bào, điều này không đúng. Là do mình ăn uống như vậy để mình tiếp tục tạo tế bào đó, chứ không phải là chính tế bào của mình rồi là sanh phân bào. Không phải là một tế bào ung thư sẽ sanh hai tế bào ung thư, sanh ba tế bào ung thư để sanh nhiều, không phải như vậy. Thật ra khi mà chúng ta thấy nếu mà mình ăn cái protein thừa dồn về hoặc là acid thừa dồn về vùng đó, thì cái vùng đó bắt đầu nó lở loét nhiều và khối u từ từ nó to lên, cho tới những cái số lượng cái protein thừa dồn vào đó, cái kháng thể của mình nó giữ không nổi, nó bị lủng.
Giống như chúng ta túm một cái bịch ni lông mà túm nhiều quá cái nó bị xì, thì những cái xì đó gọi là cái bắt đầu di căn, di căn đi dùng khác, tức là kháng thể chúng ta không đủ sức để khống chế nữa thì nó thành di căn. Chứ lúc đầu thì nó nằm ở đó một khối u dù có lớn cỡ này thì kháng thể cũng bao bọc lại, cái khả năng làm việc cơ thể chúng ta cũng rất là đặc biệt, nhưng mà nó không đủ sức vì mỗi ngày mình mỗi dùng nén nhiều quá, mình không đủ sức, kháng thể không đủ sức thì bắt đầu nó chịu phải bể ra, bị mấy cái protein thừa nó phá dòng dây để nó đi lang thang ra ngoài, nó chảy ra, nó chảy tới đâu thì thấy giống như cái rễ di căn ra tới đó là ung thư bắt đầu di căn. Đó thì như vậy là chúng ta không có trị bệnh ung thư, ngang đây chúng ta cắt cái con đường để nuôi lớn của nó bằng cách là ngưng ăn thịt, ngưng ăn đường và ăn một chế độ mới, thì cái protein thừa và cái loại axit thừa nó không được dồn đầy nữa, thì cái di căn tự nhiên không đủ, nó chảy một lúc nào đó thôi, giống như nước nó chảy từ đây tới đây, nó hết nước nó ngưng lại, dừng lại cái sự hoạt động của cái di căn của vi trùng ung thư. Và lần lần thì chúng ta ăn uống thực phẩm mới này thì những tế bào nó bị hư hoại bắt đầu được khôi phục lại, khôi phục từ từ, giống như một người mà xã hội đen đã được giáo dục. Thì khi mà chúng ta ăn uống quân bình á, thì tế bào ung thư là gọi là một loại tế bào âm, do bị biến hóa từ cái thực phẩm thừa âm tính của thức ăn. Bây giờ chúng ta ăn loại quân bình thì cái máu quân bình này nó làm cho cái tế bào kia nó được nhúm ở trong đó, lần lần nó được quân bình, giống như bây giờ cái gì cái màu bình thường mà để trong màu đỏ lần lần nó cũng biến thành màu đỏ, ví dụ vậy. Thì vì cái máu chúng ta được ăn uống quân bình này á, nó sẽ làm cho cái loại tế bào kia nó hấp thu được cái năng lượng hồng huyết cầu này, từ từ nó sẽ trở thành một loại tế bào bình thường trở lại. Thì tất cả những tế bào ung thư nào nó tới tuổi thọ thì nó cũng mất đi, chứ không phải là tế bào ung thư không chết nha, sau 7 năm thì nó cũng qua đời như tế bào bình thường của mình. Thì vậy là tới tuổi thọ nó cũng tự mất, những cái loại tế bào nó nằm đó nó không hoạt động tới tuổi thọ nó tự mất, còn những cái tế bào nào mà nó chưa mất thì nó được nhuốm bởi cái máu mới này, nó được hấp thu cái dòng máu mới này thì từ nó trở lại tế bào bình thường, giống như một người mà bị phạm tội đã được cải hóa trở lại một công dân bình thường. Thì vậy là tế bào ung thư coi như từ từ nó ít dần dần cho tới nó được cải hóa hoàn toàn, từ âm chuyển thành quân bình trở lại để sinh hoạt bình thường như tất cả các loại tế bào khác, thì coi như cái bệnh ung thư nó không còn trong cơ thể chúng ta. Chứ cái phương pháp này không phải là trị cái bệnh ung thư mà không trị. Thế đó là cái nguyên lý, một số nguyên lý để chúng ta thấy rằng cái phương pháp ăn uống mình tại sao mà nó hết được bệnh. Thì như vậy là khi chúng ta đã ăn uống máu, chúng ta có một lượng máu tốt đầy đủ cho cơ thể mình rồi, thì nó thứ nhất là tế bào được nuôi nắng lành mạnh lên để nó kháng lại tất cả những cái độc từ bên ngoài xâm nhập vào, mà nó là cái môi trường sống tốt cho tất cả tế bào để là cho tế bào lành mạnh. Thì như vậy là tất cả những bệnh coi như được lành, mà mình không có thông qua cái gì khác, thông qua thuốc men và cũng không nhắm tới cái chuyện trị bệnh. Rồi, cái lý luận của Đông Phương của chúng ta, và nhất là cái tinh thần của tiên sinh Oshawa, thì Ngài cho bệnh là một điều tốt. Ngài nói một câu là cái bề mặt nó lớn thì bề trái nó rộng, chúng ta phải hiểu cái điều này. Tức là cái chỗ cùng tận khổ đau là cái chỗ hạnh phúc tuyệt đỉnh. Cho nên đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn đối với mình. Chúng ta có một cái lần trải qua một cơn đau quằn quại thì chúng ta sẽ hưởng được cái phúc lạc vô biên khi chúng ta hết bệnh. Và cái cơn đau đến với mình nó là một báo hiệu cho chúng ta biết cái sinh hoạt mình đã trục trặc. Nên là điều tiên sinh nói rất là rõ về vấn đề này. Ví dụ như giờ chúng ta bị nhức đầu thì là một báo hiệu chúng ta ăn uống cái gì nó mất quân bình rồi, thì mình phải bình tĩnh, mình ngồi lại coi mình ăn cái gì, mình uống cái gì mà bây giờ mình bị nhức đầu. Nhưng mà từ trước giờ chúng ta không chịu làm điều này. Chúng ta nhức đầu cứ uống đại viên thuốc vô cho mày hết nhức, vậy là xong rồi, về không nghĩ gì hết. Chúng ta nghĩ làm vậy là nó hết bệnh nhức đầu rồi, nhưng mà không hết. Cái đau nhất đó nó bắt đầu nó tiềm ẩn trở lại trong cái cơ thể chúng ta. Nó kiếm chỗ khác nó lòi ra, nó đau chỗ khác cái mình uống thuốc để cho nó hết đau. Cái hôm khác mình ăn trục trặc thì cái khác nó lòi ra để báo hiệu, mà cứ thằng này lòi ra bị chúng ta tắt, thằng kia lòi ra bị chúng ta tắt. Giống như mình tới ngã tư đường đèn vàng vừa bật lên, cái mình tắt đèn vàng để mình chạy qua thế nào cũng bị tai nạn. Không. Thì bây giờ khi mỗi lần mà chúng ta tắt cơn đau đó, thì mỗi lần cơn đau nó ngấm ngược lại trong tế bào của mình,
cho tới nhiều cái đau nó gom thành một khối, thì lúc này không có đau nữa mà nó nổ luôn chứ không còn đau nữa, thì chúng ta chở vào bệnh viện. Tức là những cái đau mà từ xưa giờ mình hay đau bụng mình cũng uống để cho hết, mình cái gì mình uống cho hết, uống cho hết, uống cho hết, liên tục vậy, nó sẽ tạo thành một cái khối nào đó. Và lúc đó nó sẽ bùng nổ, là không còn bác sĩ nào cứu kịp. Đó, cho nên là cái việc mà uống để giảm đau trong cuộc sống chúng ta từ trước đến giờ là một điều hết sức giả dột. Nó làm cho cái kháng thể chúng ta không hoạt động bình thường. Thay vì cái chuyện đó xảy ra, nếu mà chúng ta ngưng cái thực phẩm độc hại, ngưng cái ăn uống mất quân bình, thì kháng thể chúng ta sẽ làm việc rất là tốt. Và lần lần cơ thể chúng ta hoạt động theo một cái chiều hướng bình thường. Thì chúng ta thử để ý cái người nào mà cứ hở hở là uống thuốc để giảm đau á, nhúc nhích là chúng ta chạy uống thuốc liền á, thì càng về lớn tuổi chừng nào thì người đó càng bệnh tật nhiều chừng đó. Còn những người mà hồi nhỏ không có thói quen uống thuốc á, thì càng lớn lên chúng ta càng thấy sức khỏe người đó tốt. Tức là cơ thể nó đang hoạt động ở một chiều hướng hết sức lành mạnh của nó. Chúng ta nên tin cái khả năng cơ thể của mình đã trải qua nhiều tỷ năm kết tụ thành một cái thân xác này, thì cái thân xác này nó đủ để làm tất cả những điều mà cái đầu chúng ta làm bên ngoài, còn tuyệt vời hơn nữa. Không đơn giản, ví dụ cái chuyện tạo máu của nó, cái đầu của người ta chưa tính nổi tới cái chuyện phải là gây được cái máu mới. Nhưng mà khi chúng ta ăn cái đồ đó, bây giờ quý vị thấy chưa có một cái bác sĩ, một kỹ sư, một cái nhà nghiên cứu nào đem cái cọng rau để biến thành máu được. Nhưng mà cơ thể chúng ta làm được điều này. Nó đã làm được điều này rồi thì nó sẽ làm được tất cả các điều mà để giữ cho cái sức khỏe nó tồn tại. Nhưng mà có điều là chúng ta ăn uống bậy quá, chúng ta ép nó. Giống như hồi nãy, nếu mà nó mới có tạo một số cái protein thừa, nếu chúng ta biết chúng ta dừng lại thì khối ung thư không thành hình. Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục ăn thịt, chúng ta cứ tiếp tục ăn đường để nó thành hình, tức là cái sức kháng thể chúng ta chịu không nổi với cái vật đưa bên ngoài vào. Do đó mà cái người đi theo phương pháp dưỡng sinh là sẽ dừng lại những cái thực phẩm không cần thiết gây hại cho cơ thể của mình. Dừng lại thì mọi chuyện nó sẽ dừng lại. Cái khả năng làm lành cơ thể chúng ta nó tuyệt vời, không có ông bác sĩ nào có thể so sánh nổi nó, không có nhà kỹ sư nào, không có vị bác học nào hơn cơ thể của chúng ta cả. Chúng ta phải tin được điều này rồi á, thì mình bắt đầu dừng lại những thực phẩm độc hại, thì cơ thể chúng ta bắt đầu làm việc lại liền. Tất cả những cái hư hoại, những cái yếu đuối, cái sinh hoạt của tế bào, của những cái kháng thể của chúng ta bắt đầu nó làm việc lại, thì tất cả những bệnh tật tự động nó sẽ quá tháng. Chúng ta phải tin nổi cơ thể chúng ta điều này, thì chúng ta mới bắt đầu đi vào con đường ăn uống. Và khi đi vào con đường ăn uống thì chúng ta phải khẳng định rằng mỗi bữa ăn mình là tạo một lượng máu tốt hay là xấu cho mình bằng cái thực phẩm tốt hoặc là thực phẩm xấu. Thì vậy là chúng ta phải khéo chọn lựa thực phẩm nào tốt, thực phẩm nào xấu, thì nó sẽ cho chúng ta một ngày máu tốt hoặc một ngày máu xấu cho mình. Đó, thì vậy là cái việc ăn uống nó trở thành hết sức quan trọng cho cái đời sống cá nhân của từng người. Nó là cái nền tảng để tạo thành máu huyết, tạo thành đời sống của mình rồi. Thì chúng ta phải lưu ý một chút về cái ăn uống. Chúng ta phải khéo vận dụng cái ăn uống đó trong cái kiến thức hiểu biết của mình, để mình giữ được cơ sở thể lành mạnh. Thì cái người mà bị nặng lắm á, theo dưỡng sinh thì mới ăn gạo lứt thuần với muối mè. Tại vì gạo lứt với muối mè nó được tính toán ở một mức độ hết sức là chuẩn mực. Mà một người chưa có một chút kiến thức nào về dưỡng sinh á, thì ăn nó cũng giữ cho cơ thể chúng ta ổn định. Nhưng mà người nào giỏi rồi, tức là sau khi chúng ta trị bệnh, chúng ta nghiên cứu, chúng ta hiểu biết âm dương thật là vững vàng rồi, thì lúc đó chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng không bệnh thì tính sao. Rồi ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia, mà phải giỏi rồi mới quân bình nổi. Chứ không giỏi quân bình không nổi đâu. Phải nâng cao, cái đó là cái ban đầu mà chúng ta thấy cái khái niệm dưỡng sinh vậy. Nhưng mà tiên sinh thì khéo dạy chúng ta để chúng ta phát triển được cái trực giác qua quá trình ăn uống. Mà con đường ngắn nhất để chúng ta phát triển trực giác là chúng ta bắt đầu ăn ít, uống ít đó, để cho cái khả năng làm việc cơ thể chúng ta hoạt động lại bình thường. Chúng ta ăn quá lố khiến cơ thể cũng bị mệt nhọc. Ăn nhiều thực phẩm quá khiến cơ thể chúng ta cũng mệt nhọc. Do đó là một người dưỡng sinh là bắt đầu phải dùng từ là hết sức khiêm tốn trong ăn uống của mình. Khi chúng ta ăn uống khiêm tốn một thời gian là mình thấy cơ thể bắt đầu khá lên, khỏe lên. Mọi bệnh tật bắt đầu nó rút lui dần dần, dần dần theo cái quá trình sống mới này của mình. Vì vậy là khả năng trí tuệ được phát triển, cơ thể chúng ta được khôi phục, sức khỏe được khôi phục, mình nâng cao được cái sức lành mạnh của cơ thể mỗi ngày, mỗi cái khả năng khang kiện của sức khỏe mỗi ngày mỗi có ra.
với một người ăn dưỡng sinh đúng. Thì lần lần chúng ta sẽ nhận định được cái gì âm, cái gì dương. Quen đến một độ rồi á, lúc đầu thì lên bàn chúng ta còn âm dương theo cái kiểu mà tập học bài. Nhưng một lúc cái trực giác chúng ta nó cao độ rồi, chúng ta đang ăn tất cả các món, nhưng mà trực giác nó báo chúng ta vừa đưa đũa chúng ta chuẩn bị gấp món đó, trực giác nó báo chúng ta dừng lại liền, khỏi có thần tính nữa. Chúng ta dừng đúng lúc đó để chúng ta không thêm một đũa của cái đồ âm vào cơ thể nữa, vẫn ăn nó. Nhưng mà ăn chúng ta vừa gấp đầy đũa, nhưng mà tự nhiên trực giác nó báo cái gì chúng ta bỏ lại phần nữa, chúng ta chỉ gấp phần nữa thôi. Trực giác nó nhạy đến mức độ vậy. Và khi trực giác chúng ta nhạy mức độ vậy là cái trí tuệ chúng ta phát triển rất là cao. Mà tiên sinh nó muốn cho tất cả những người dưỡng sinh á, những người mà hiểu biết cái phương pháp này, một cái từ khác gọi là cái phương pháp trường sinh, thì hiểu biết được phương pháp trường sinh, ăn uống đúng đắn để chúng ta phát triển trí năng đến mức độ tột cùng. Dùng cái từ của tiên sinh là mức độ tột cùng của nó là nhận được, đạt được cái cảnh giới số 7, cái trí tuệ số 7. Trí tuệ số 7 là cái trí tuệ mà phải nhận rõ được cái trật tự thể của vũ trụ. Thì với nhà thiền mình gọi là ngộ tánh. Thì như vậy là ăn uống sinh hoạt để nâng cấp của thân tâm chúng ta đến một cái độ nào đó, để chúng ta, thân chúng ta tương ưng với cảnh giới đó, tâm chúng ta tương ưng với cảnh giới đó, để chúng ta hòa nhập vào cái trật tự thể vũ trụ, để chúng ta thông cảm được cái trật tự thể vũ trụ này. Lúc đó gọi là chúng ta ngộ đạo. Mà bây giờ mình nói cái chuyện mà ăn uống để tới ngộ đạo là người ta nghe nó chói lỗ tai lắm. Có rất là nhiều người chống đối chúng tôi trong cái lý luận này. Nhưng mà sự thật, một người mà thực hiện đúng dưỡng sinh, chúng ta thấy cái đời xưa ông bà mình á, thời xưa thì sống rất đúng với đạo. Cho nên có rất nhiều người sống ở cái vùng địa phương mà họ ăn uống khiêm tốn. Họ biết trước khoảng 1-2 tháng để khi mình chết. Chúng tôi gặp người cái dạng này cũng nhiều á. Thời trước mà cái khoa học chưa phát triển lắm, đường cát nó chưa có nhiều trong vùng địa phương của mình á, rồi nước ngọt, bánh ngọt nó chưa có nhiều, trái cây chưa có nhiều á. Vùng quê ở sinh hoạt bình thường tôi phải gặp rất là nhiều cụ ở quê chúng tôi, họ báo với con cái biết trước cái thời gian chết của mình. Vì người ta sống đúng với trật tự thể vũ trụ rồi thì cái cơ thể họ phát triển theo tuổi tác. Theo như ngài Khổng Tử nói là qua tuổi 60 là đã được sống tự do rồi, đến tuổi 70 là muốn làm gì làm theo ý muốn, tức là muốn chết chết, muốn sống sống á. Cái làm theo ý muốn là như vậy. Thì như vậy là cái người mà sống đúng với cái quy luật vũ trụ thì người đó sẽ đến đời này một cách bình an và ra đi một cách bình an, không bị rắc rối trong đoạn đời của mình, nhất là trong đoạn đời cuối. Còn mà càng lớn tuổi mà chúng ta thấy chúng ta bệnh nhiều thì biết rằng chúng ta đã sống sai rồi, thì khéo mà chỉnh đốn lại. Trên nền tảng mà để chúng ta chỉnh đốn lại là chúng ta phải ăn những cái thực phẩm mà nó còn nguyên vẹn. Giống như ăn cơm thì không phải là ăn cơm lứt. Cơm lứt tức là ăn cơm nguyên vẹn, hạt ăn hạt gạo nguyên vẹn, nó không bị mất quân bình. Khi chúng ta chà hết cám rồi thì nó coi như mất quân bình hoàn toàn trong hạt gạo rồi. Cho nên chúng ta sẽ ăn nó bị mất quân bình từ cái nền tảng để tạo máu huyết chúng ta là nó mất quân bình. Thứ hai là trên cái hạt gạo lứt thì bây giờ các nhà dinh dưỡng quốc tế họ cũng đã phân tích thấy có hàng ngàn cái loại vi sinh, sinh tố và các nguyên tố cần thiết cho cơ thể chúng ta lại nằm ở trong lớp cám. Trời đất thiên nhiên nó tạo cho ta một cái lớp cám rất là tuyệt vời mà mình lại bây giờ sát trắng, phải không? Trước khi đi ăn còn phải đưa vô cái gì nữa lau cho nó sạch thêm một lần thứ hai cho nó thiệt trắng, để nó đừng có còn chất bổ nào rồi hãy ăn. Thì mình nghĩ ăn như vậy là nó tốt, nhưng thật sự là một cái sự sai lầm quá lớn. Cái tinh bột trắng nó sẽ tạo rất là nhiều đường khi đưa vào cơ thể của mình. Đó là một, có một cái công thức hóa học là C6H12O6 cộng CO2, nó tạo ra 6 CO ở cộng oxy tạo 6 CO2 và 6 H2O. Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn đường á, ăn đường vào á, thì nó sẽ tạo nhiều muối, ủa nhiều nước và nhiều CO2 cho cơ thể của mình. Còn chúng ta ăn tinh bột trắng á, nó sẽ tạo rất là nhiều cái đường gluco cho cơ thể, gọi là chúng ta dùng cái từ là bùng phát đường. Nên thấy mình mệt mệt, mình yếu, mình buồn buồn xuống là đường bắt đầu nó suy sụp, nó thiếu. Cái bắt đầu mình ăn cơm vô, cái mình nghe mình hưng phấn lên một chút, vui lên một chút, rồi bắt đầu đói bụng, cái mình nghe mình buồn lại. Thường thường mấy người mà đói bụng nhiều mà hay bị cọc, nó thiếu đường huyết chúng ta bị tụt xuống.
Thì mỗi một lần chúng ta ăn một bữa cơm là đường bắt đầu nó bùng phát. Mà đường bùng phát lên rồi á là nó, cơ thể chúng ta, cái tụy tạng bắt đầu nó tiết cái insulin để nó khống chế lượng đường này lại. Rồi cái tuyến thượng thận chúng ta nó cũng tiết một số nguyên tố để nó phụ đè cái đường này cho nó sụp xuống. Như vậy là chúng ta ăn bữa sáng đường bùng phát, cái cơ thể nó làm việc đó, làm cho tới trưa chưa xong cái chúng ta ăn thêm bữa trưa. Ăn thêm bữa trưa thì tụy tạng tiếp tục phải tiết insulin để điều tiết, và một số nguyên tố tuyến thượng thận cũng tiết chất điều tiết nữa. Cái ăn thêm bữa chiều, tức là một ngày chúng ta ăn 3 bữa thì cơ thể làm việc cực nhọc 3 lần như vậy. Và làm việc lâu năm quá cái hết làm việc nổi, nó sụm luôn. Sụm luôn thì ăn cơm trắng vô nó bùng phát đường, không ai kiềm chế hết thì trở thành có máu, ở đường trong máu, và bắt đầu sanh ra bệnh tiểu đường. Nhưng mà ngược lại ăn gạo lứt thì chuyện này không xảy ra. Tức là một bữa ăn gạo lứt nếu được đặt một cái máy để đo trong cơ thể chúng ta là thấy lượng đường nó sẽ được thủy phân để nó biến thành đường glucose rất là bình thường, đủ để cho cơ thể mình sinh hoạt trong ngày thôi chứ nó không có dư. Không có dư. Thì như vậy là cái tụy tạng không cực nhọc để tiết insulin, và tuyến thượng thận chúng ta cũng không cực nhọc, nó được nghỉ ngơi, được hoạt động trở lại bình thường. Nhiều ngày cho nó nghỉ ngơi thì nó khỏe, bắt đầu nó hoạt động lại bình thường. Thì bây giờ là chúng ta sẽ có một cái cơ quan tiết cái insulin trở lại như cũ. Cho nên đường đưa lên nhiều thì nó sẽ khống chế được. Như vậy thì coi như chúng ta đã hết bệnh tiểu đường. Cái bệnh tiểu đường cũng không phải là mình trị ngay cái bệnh tiểu đường, không có. Hoặc là cái bệnh tim mạch cũng vậy. Một người bị bệnh tim mạch thì ăn gạo trắng không giải quyết được. Cho nên bệnh tim mạch đối với cái thế giới ăn gạo rắn, họ cho đó là bệnh nan y. Nhưng mà đối với thế giới ăn gạo lứt thì đó là một bệnh hết sức bình thường. Tại vì khi ăn cái tinh bột trắng, tức là ăn gạo trắng, nó sẽ tạo rất là nhiều cái protein. Nó tạo nhiều cái cholesterol. Từ protein nó sẽ biến thành cholesterol để nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch của mình. Cho nên một cái bệnh tim mạch mà ăn gạo trắng uống thuốc hoài cũng hết. Ăn gạo lứt chơi chơi vậy mà bệnh tim mạch từ từ nó được ổn định. Nó thành ra là chúng ta nếu mà hiểu biết và tin tưởng được gạo lứt của mình thì mọi cái nó từ từ nó ổn định theo. Và một số cái nguyên tắc khác mà chúng ta có nói trong băng thì quý vị lần lần quý vị sẽ thấy. Và phải nghiên cứu một số sách dưỡng sinh để chúng ta nắm bắt được cái nguyên lý mà tại sao chúng ta ăn như vậy mà mọi bệnh tật nó được ổn định hoàn toàn. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn nói để quý vị có một cái chút thông cảm về cái phương pháp này. Chứ không phải là chúng ta tới đây để biết được cái cách là chúng ta phải uống bao nhiêu thuốc, chúng ta phải ăn bao nhiêu cơm, phải làm cái gì đó cho bệnh mình nó hết, rồi thôi không nghĩ tới cái gì nữa. Thì rất là uổng. Tại vì chúng ta đã từng làm chuyện này cả đời mình rồi, phải không? Bệnh thì uống thuốc, uống thuốc hết thôi lo làm công chuyện, mốt bệnh uống nữa. Chứ mình không có nghĩ là uống cái bệnh này nó từ đâu cũng tới, nguyên nhân nào nó tới và có cách nào để làm cho nó đừng tới lần thứ hai nữa không? Đâu bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi này, đúng không? Cho nên là chúng ta phải bị bệnh đi bệnh lại hoài. Và bây giờ khi mà biết phương pháp thực dưỡng thì chúng tôi muốn rằng quý vị vừa ăn uống vừa nghiên cứu, để mình lần lần sẽ trở thành một thầy thuốc cho chính mình. Chúng ta phải tự trị mình cho được, tự cứu mình cho xong cái đó. Cái sinh mạng mình mà nhờ người khác thì không an toàn lắm đâu. Họ không thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Mình không thương mình mới để cho mình bệnh, cho mình thương mình thì mình không bệnh. Đừng nghĩ là mình thương mình sẽ ăn no, mình bồi bổ thế này thế kia gọi là thương. Không phải, ăn trong hiểu biết thì mới gọi là thương. Tức là thấy cơ thể mình cần cái gì thì mình đưa nó cái đó. Còn không cần ép nó phải xài thì nó phải bệnh. Mà từ xưa giờ cơ thể chúng ta bị ép xài, bị ép rồi. Và cái đầu chúng ta thèm, chứ còn thật sự cơ thể chúng ta nó không có thèm. Cơ thể chúng ta rất là sợ cái thứ đó rồi, nhưng mà cái đầu chúng ta lại thèm thứ này thứ kia. Nên là cái thân bị cái đầu nó ép xài đủ thứ, cho nên chúng ta bệnh. Thì ra bây giờ phải học để hiểu một cách chín chắn lại trong cái việc ăn uống của mình, để mình đưa những cái thực phẩm vào làm sao nó hết sức cần thiết trong ngày. Tức là đối với chúng ta thì chúng ta sẽ ăn quân bình trong từng ngày một. Khi ngủ thức dậy rồi thì chúng ta liền có một cái công thức cho mình khi mà chúng ta trước khi bước ra khỏi cái mùng này. Ngủ thức dậy chúng ta thấy tỉnh táo, thoải mái, sảng khoái, mình biết rằng cơ thể mình đang dương. Đang dương thì hôm nay chúng ta được ăn một ít đồ âm,
được ăn cơm có nước ở trong, hoặc là chúng ta được quyền uống nước nhiều, ví dụ vậy. Ngủ thức dậy mà dậy không nổi, kêu 2-3 lần nữa thì chúng ta mở mắt không ra. Bữa nay còn đòi ăn trái cây, còn ăn nhiều rau củ nữa, chắc chắn là phải bệnh. Đó, thì mỗi một lần chúng ta mở mắt ra là chúng ta biết cho mình phải ăn cái gì trong ngày mới, không cần phải mất thời gian nhiều. Thì làm sao tất cả những người ăn theo phương pháp dưỡng sinh này là những người có được cái trí tuệ tốt, để mình có thể nhận chân tới cái chân lý tột cùng kia, tức là nhận được cái trật tự thể vũ trụ, chứ không phải chúng ta ăn để chúng ta bị bệnh rồi thì thôi. Chúng tôi nếu mà thực sự nó chỉ thuần túy là cái phương pháp trị bệnh thì tôi không bao giờ tôi nói đâu. Thì tôi thấy cái giá trị của nó đến cái mức độ, tới cái tầm cao thật sự. Bản thân chúng tôi đã đi trong này nhiều chục năm rồi. Bắt đầu từ năm 83 chúng ta biết việc này rồi, mà rõ ràng là nó thay đổi cuộc đời tôi từng lúc một. Do chúng tôi thấy những điều kỳ diệu trong cái phương pháp mà ăn uống này, chúng tôi muốn chia sẻ chung với nhân loại làm như vậy. Chứ không phải là mình tin tưởng một cái điều gì nó phi khoa học, nó trái với tự nhiên, sống xa chỉ đạo. Mọi người tu sĩ là chúng tôi không làm chuyện này. Nên chúng tôi thấy là nó, nếu một người mà tu theo đạo Phật á, mà được sinh hoạt ăn uống tốt, thì công phu tu hành sẽ tiến bộ rất là nhanh, rất là nhanh. Thì rõ ràng là người tu mà biết được cái này là khó bệnh lắm. Chúng tôi dám không dám nói là không bệnh, nhưng mà tôi biết là rất là khó bệnh. Nhưng mà chúng ta không bệnh thì chúng ta muốn làm gì cũng được, đủ thời gian cho mình làm. Một lần bệnh cái mình mất biết bao nhiêu công chuyện. Còn cái âm dương để nó củng cố lại tất cả những cái hư đốn trong đời sống của chúng ta nữa, những cái thất bại trong đời thường, từ cái việc làm ăn buôn bán cho tới cái sự nghiệp gì đó, tiền bạc của cải, tình yêu, cái gì gì mà bị mất mát tuột khỏi tầm tay hết, thì cũng là âm dương mà thôi. Theo cái quy luật, âm là ly tâm, dương là cầu tâm. Cho nên tất cả những cái ly tán mà nắm lại không được là chúng ta đang âm, cơ thể đang âm, tư tưởng chúng ta đang âm. Còn những cái mà nó còn tồn tại với mình có thể nắm giữ được là nó đang dương. Thì dương là hướng tâm, cho nên nó không mất. Thì một người mà có của cải lớn bây giờ sụp đổ, lành bây giờ thất bại, đang có tình cảm nhiều người thương mến mình, bây giờ ai cũng ghét mình hết. Tức là chúng ta ăn đồ âm đủ ly tán hết tất cả mọi cái, chúng ta đủ xua đuổi tất cả mọi cái rời khỏi mình, để khiến là mình là một người đơn độc giữa trần gian này, là cơ thể chúng ta đã quá âm. Cho nên người nào sống mà càng lúc càng ít bạn bè thì biết rằng mình đang đi vào con đường âm, đang ăn uống đồ âm, đang có ý tưởng âm. Theo cái ý tưởng mà chúng tôi có nói trong băng, tức là hai cái dòng tư tưởng, một dòng tích cực, một dòng tiêu cực. Tiêu cực là dòng tư tưởng âm, tích cực là dòng tư tưởng dương. Tức là cái vị tự kỷ và vị tha. Nếu cái gì cũng nghĩ cho mình hết á, thì đó là một loại tư tưởng âm. Còn nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện phải làm lợi cho nhiều người, giúp ích người này người kia, đó là tư tưởng dương. Chúng ta càng giúp ích nhiều người thì chúng ta sẽ càng được cho nhiều người thương mình, nhiều bạn bè hơn. Còn mà bắt bạn bè phải phục tùng mình, phải phục vụ mình, phải cái gì cho mình hết, thì càng lúc chúng ta sẽ càng mất bạn bè. Đó là một tư tưởng âm. Ví dùng chứa nhiều thì nó thành to ra thì nó thành âm, cho nên nó bùng vỡ. Còn mình bớt đi, tức là mình sẽ nhẹ đi, sẽ gom lại, tức là chúng ta dương. Dương thì nó sẽ không bị ly tán, âm thì bị ly tán. Cho nên một người mà bị thất bại trong tất cả những công việc làm gì của mình giữa đời này thì biết rằng mình đang âm. Chứ nhìn để dưỡng sinh nó là âm và dương mà thôi. Thì dương lại bằng cách là chúng ta ăn ít, uống ít và có cái ý tưởng tích cực, thì đời sống chúng ta sẽ biến chuyển theo một cái tầm mới liền. Và cái tầm cao nhất mà chúng tôi từ trước hay nói là khi mà chúng ta ăn cái loại thực phẩm mà kích thích á, thì chúng ta sẽ tạo một cái loại máu nó thiên lệch, không nghiêng bên này cũng phải nghiêng bên kia. Tức là tạo một cái loại máu huyết mà nó sẽ sanh ra một cái loại tế bào, khiến cho tế bào não chúng ta phải nhìn theo một chiều, nhìn bên này hoặc nhìn bên này thôi, chứ mình không bao giờ dám chấp nhận hai bên hết. Nhưng mà khi chúng ta ăn thực phẩm quân bình rồi thì bên này cũng có mình, bên này cũng có mình sẽ thấy nó quân bình hơn mọi chuyện. Phải bình tĩnh hơn, cái người dưỡng sinh sẽ bình tĩnh ngay từ cuộc sống này, thấy rõ vấn đề ở hai mặt. Lần lần chúng ta tẩy rửa hết cái loại máu thiên lệch rồi thì chúng ta lại có một cái loại máu mà nó không sanh phân biệt hai bên. Tức là lúc đó chúng ta sẽ có một cái trí tuệ mà thoát khỏi phân biệt hai bên.
có cái thấy nhìn không hai tự động nó sanh trong tâm của chúng ta. Chúng ta thấy không bị vướng mắc hai bên nữa, thì đó là người giải thoát. Muốn giải thoát thì cũng phải tạo bằng ăn cái gì chúng ta sẽ ra con người đó. Chúng ta phải hiểu điều này. Những cái loài thú nó ăn cái gì nó mới thành thú, là người khác với loài thú do cái ăn uống khác rất là nhiều. Kể từ lúc mà chúng ta loài người phát hiện được lửa là khác rất nhiều. Khác từ cái lúc loài người chúng ta cột sống đã dựng đứng, khác với cái loài cột sống nằm ngang. Hay là chúng ta ăn uống đâu có thấy cái loài động vật nào cái cột sống nằm đứng như mình đâu, phải không? Khi cột sống chúng ta đã dựng đứng rồi đó, là chúng ta đã sống đúng với cái trật tự thể của vũ trụ, mới hình thành được cái thân này. Thì như vậy là con người chúng ta đã có bước vào một tầm cao trong cái phát triển tâm linh của loài động vật. Mà ít khi nào chúng ta giữ đúng, chúng ta lại ăn trở lại những cái loại thực phẩm mà thuộc những loại cấp thấp để cho trí tuệ chúng ta bị tụt xuống thì rất là uổng. Chúng ta thấy một cái loài như cái loài cây mọc ở ngoài trời, nó càng lâu năm chừng nào thì nó càng cứng cỏi chừng đó, đúng không? Thì thường mấy cây cổ thụ luôn luôn là quý, nhưng mà người cổ thụ quý không? Người càng già thì sao? Càng bệnh, càng yếu, đi không nổi. Chúng ta là người rất là thông minh, chúng ta biết chọn lựa rất là nhiều cái loại thức ăn, biết chọn nhà chúng ta ở, rồi bước dẫn áo chúng ta mặc, gần như là mọi cái phương tiện là chúng ta gần như chọn rất tốt cho mình. Thế mà càng già chúng ta càng bệnh nhiều. Trong khi một cây mọc trơ trơ giữa trời, càng già nó càng cứng ra, nó càng vững vàng ra. Cây càng già càng có giá trị, nhưng mà người càng già càng yếu đuối, càng cùng lục. Giá trị của cuộc sống chúng ta nó bị tổn giảm theo tuổi già. Thì đây là một cái điều mà chúng ta đang sống sai thật sự rồi đó. Nên làm sao chúng ta sống càng già, càng lớn tuổi như nào thì càng nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, càng vững vàng ở thần kinh, trí chúng ta càng sáng hơn thuở bé, là chúng ta đang sống đúng. Mà sống càng già mà cái trí tuệ chúng ta lu mờ, tức là chúng ta đang sống sai. Thì đây là điều mà chúng ta phải xét lại, phải không? Giá trị con người ở cái chỗ là khi chúng ta lớn lên, chúng ta đủ kiến thức để có thể, hồi đó mình làm cha nó là mình có 70 năm thôi, nhưng bây giờ vẫn tiếp tục là một cái vị cha khôn hơn một đứa con. Tại vì nó đã học ở đời này ít hơn mình. Thật ra càng lớn tuổi là càng sâu sắc hơn, càng tinh tế hơn, càng giỏi giang hơn, càng vững vàng hơn về mặt trí tuệ, càng sáng suốt hơn, là chúng ta đang sống đúng. Sáng suốt tới cái mức cùng, khi bỏ thân xác này là chúng ta đủ sức để kêu nó lại, chúng ta dạy nó điều này điều kia trong cuộc sống rồi thì chúng ta mới chết. Thì đó là cái người sống có giá trị. Mà già mình không biết mình mê để mình đi, con cái mình nó cũng dạy mình đi, dạy mình ăn, dạy mình uống, như vậy là chúng ta đang làm mất giá trị của một con người do chúng ta sống sai trái. Đây là những điều mà chúng ta phải nên có một chút nhìn lại, chứ không là cuộc đời chúng ta rất là uổng phí. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thải đều hướng pháp.
giữ vẹn một niềm